Mến chào cô chú anh chị và các em. Bữa nay có dịp lên núi Thiên Long Sơn. Cảnh ở đây đẹp lắm và được anh Kiệt chủ núi mời đến tham quan ngôi nhà mới cất. Cùng đi chung với Thảo nha. Trời, lên đây là đổi lạng thôi. Tự nhiên. Mọi người rất là tự nhiên. Nên hồi lúc 11 giờ mấy rồi, giờ mấy giờ rồi? Gần 1 giờ. Gần 1 giờ hả? Rồi nên mọi người đói bụng giờ ăn. Rồi ở đây thì mấy cô hái trái cây trong vườn luôn. Mãng cầu trồng được ở miền Bắc California luôn. Nhưng mà trái thấy chưa lớn, cũng nhỏ nhỏ mà cũng được á. Có mua rồi có hái trong vườn nữa. Quý vị ở xa tới mà được mở cửa lên chùa tốt quá. Cho mấy em quay bảo đảm mà lên trên mạng là đã luôn. Bữa nào cho lại nhà anh Kiệt. Mấy bữa rồi muốn đi không? Được. Được. Hả? Muốn quay YouTube cảnh này ai cũng thấy rồi đúng không? À. Chỗ này có nhiều người không thấy nè. Giờ đi theo anh Kiệt. YouTuber đâu, YouTuber đi thôi. Anh Kiệt quảng cáo chỗ này ít bà con cô bác tới. Con đi nữa hả? Bữa nay đi bộ theo anh Kiệt. Anh Kiệt nói dẫn xuống ngay chỗ này có ít người tới lắm, có cây cối. Đúng không? Còn em mà nói hả, có cả mấy trăm nghìn người nghe. Và người ta cảm thấy vui, người ta ngủ được. Hả? Mấy em cũng là thầy á. Vậy hả? Để em là Bồ Tát á. Có. Ở đâu chị, ở đâu chị? Dạ ở San Jose. Ở đây dạ. Luôn hả? Dạ cô ở đâu? Tôi ở dưới Los. À cô dưới Los lên hả? Cháu quay cô được không? Đừng quay ha. Để cháu phải hỏi ý kiến trước mới quay cô vô được. Bữa nay theo anh Kiệt đi xa. Ủa này nhà gì của anh? Cái nguyên cái núi này là anh mua luôn á. Biết rồi nhưng mà nó cái nhà nào vậy? Dạ không biết nữa, bữa nay đi theo anh. Chỗ đây có Đức Mẹ luôn. Chạy theo anh Kiệt nha anh chị Linh ơi. Chị tên gì? Dạ Thảo Kali. Dạ có kênh Thảo Kali đó luôn. Lần đầu đi qua vách núi bên phía bên đây, nhìn xuống ngay sân gớp á, thấy cảnh đẹp quá chừng đẹp luôn. Ba cái hồ. Cái này giờ anh Kiệt đang xin để làm cái đường đi lên đây á hả? Ở đây mình đang có cái đường rồi mà. Ờ. Không, mình xin mình làm đường lớn á. Đường đi bộ. Ồ, đường đi bộ thôi. Đường đi bộ. Ừ. Chỗ này có mấy hàng trúc, rồi anh Kiệt cất một cái nhà gỗ dựa lưng vô cái sườn núi, nhìn xuống sát bên cái chỗ chơi đánh gớp. Lúc này mọi người thích đi đánh gớp lắm á, nhất là các cô gái. Thảo thấy trên mạng giờ rần rần tin hot á. Thì đứng ở chỗ này nè, thấy người ta đang chơi luôn, chơi đánh gớp á. Cảnh đẹp. Vui lắm. À, nhà của anh đây nè. Dễ thương không? Có giọng ngồi kìa. Thôi ngồi đung đưa. Rất là... rất là thân thiện, rất là bình dân. Đó, nằm vậy đó, một cái dáng gỗ như vậy đó. Cái ảnh là triệu phú mà anh ở một cái chỗ rất là bình dân cả nhà ơi. Đúng là người tu hành. Chỉ có một bộ dáng mà không có cái gối luôn. Có cái bàn đó, anh nằm như thế này đó. Rồi có cái võng ở đây. Cái không gian. Đây văn phòng của anh á, để điện thoại anh gọi giáp vòng là tụi nó chạy có cờ hết. Mai mốt trồng cây ăn trái đỡ hay nữa. Thì em trồng cho anh đi. Em trồng cây có nhà đây là chỗ này làm như mình không có mình sinh hoạt bình thường á. Này mới cất hay sao ha? Mới cất. Mới làm ảnh có không gian này dễ thương nè. Mong các em mang nhiệm vụ Bồ Tát đạo làm cho mọi người trên thế giới người Việt Nam hiểu được ý của mấy em có nụ cười vui. Và đó là cũng là một nhiệm vụ ở trên cha mẹ sai xuống. Mỗi người có nhiệm vụ. Em làm cho mọi người vui cũng là có nhiệm vụ.
mục đích là mọi người có tâm an lạc vui vẻ, đó là mình hành đạo. Em làm gì cũng được miễn cho có niềm vui, mọi người là mấy em là hành đúng để khi người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ thì người ta mới không có gây gổ với gia đình chồng con, thì là mấy em giúp được người lúc người ta đang bị khủng hoảng sắp tự tử. Nghe clip của em người ta thấy vui quá là không tự tử thì em cứu được người rồi đó. Cho nên mình thời nay mọi cái thời Phật mà nhập diệt Phật có nói thời mạt pháp là ai mà làm cho mọi người có lợi lạc vui vẻ đó là đệ tử của ta. Bữa nay thăm cái nhà gỗ xong rồi, giờ mình qua một cái nhà nhỏ khác nữa, coi trong đây có cái gì nha. Tháo thấy chỗ này á có cái tủ để mấy cái bình trà, mà có mấy bình trà bằng cẩm thạch á, đẹp lạ. Nhà này là chỗ này, chỗ chỗ cá nhân hay ngồi thiền đây. Ở đây á là hình cha mẹ, chỗ Kiệt hay lên đây nhập thất vào chỗ này. Ở đây là 24 người của Thượng Đế, 12 người con trai và 12 người con gái. Đây Kiệt uống mấy nước trà ở bình nhỏ nhỏ, lâu lâu ấy có khách tới cái tặng cái bình trà. Kiệt hay ở đây nè, này nhà này ở góc ở trên núi. Tham quan nhà anh Kiệt. Mình có nhiều bí mật lỗ trên, không có gì giấu thế gian này. Nói là bất lực nè. Và còn thắc mắc gì nữa mà thật là tâm linh không thể nói được. Tâm linh chỉ có tin là được, tin là có. Con nói chứng minh thì không thể chứng minh được. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cha. Cảm ơn anh món quà. Giờ đi theo anh Kiệt lên núi. Nãy giờ là xuống quay cái nhà của anh Kiệt. Thảo quay quá trời luôn, cái 6 phút cái máy đầy quá, cái Thảo lưu lại không kịp mất. Tiếc quá, để hồi vệ sinh mấy bạn có quay nè. Gửi lại cho Thảo. Rồi đã sự thật ánh sáng sẽ được phơi bày đúng nhá. Có rất nhiều là anh chị cô chú ở xa tới chứ không phải ở miền Bắc California. Ở Nam Cali nè, Los Angeles, ở Dallas, Texas, ở Florida. Bữa nay mấy chị em đi leo núi luôn. Mấy chị em đi khí thế. Em đi canh đi. Nó mình còn để mà nhận nhớ. Bữa nay rất là đông bà con cô bác lên. Nên đi theo anh Kiệt hồi lúc 10, 12 mấy á, cho tới giờ một cái tiếng rồi đó. Đi xuống thăm nhà anh Kiệt, giờ đi lên lại trên núi. Hai đứa đi, cẩn thận con ơi, từ từ thôi. Đi lên nữa. Cặp mắt cặp. Dạ, quá đẹp luôn. Ủa cái này thích cảnh lắm anh. À, đứng ngay đó anh chụp đi. Núi, sống trong núi mà vẫn sống nha. Sống mà có hoa luôn, có trái luôn. Gạch không á, trên gạch không á. Cảnh ở trên đây lúc nào cũng đẹp hết. Em không sao, chỗ nào cũng đẹp hả? Yeah, đẹp. À, mọi chỗ nhà nãy cũng đẹp, đây cũng đẹp, góc nào cũng ok. Đi lên cha, điểm mẫu. Anh nãy anh có lên cái cầu thang đi lại chưa? Yeah. Chưa, mình đi lên đường đó được. Còn giờ đi xuống đường này, lên dốc rồi xuống dốc. Cứ đi theo anh Kiệt. Mấy cây này là hoa đào Nhật Bản. Hoa đào đẹp lắm. Lên núi ngắm hoa đào không có đi qua. Sau này là có dịp đi lên núi bà con sẽ được ngắm hoa đào. Hoa đào đẹp lắm. Mà hình như là nó chưa nở hết ha, là đã tàn ta. Hình như chưa nở hết ha. Đã nở rồi phải không? À. Cái này là hoa đào Nhật Bản á,
chứ không phải hoa đào của xứ này. Hoa đào ở đây đỏ đỏ, còn hoa đào Nhật Bản thì trắng trắng, hồng hương hương. Qua Washington DC là mình ngắm hoa đào này nè chị. À, 25 mấy ngàn cây đó. Quay sát vô. 20 mấy ngàn đô một cây đó. Chở lên đây là trồng á, 25 ngàn đô một cây á. Dạ. Thì mấy cô chú anh chị đến đây á, đang nghe anh Kiệt nói chuyện, cũng có nhiều cái để hỏi á. À, chào chị. Có cô mới lên nữa. Đó, hàng đó là cây long hoa. Bốn cây đó đó. Long hoa. Cây đó là cây mặt Moria của Mỹ, nhưng mà là long hoa, trong kinh nói là cây long hoa đó. Không, cái bồ đề chưa mấy vị nói khi nào chiến tranh thứ ba khởi nguồn bắt đầu á, để cho tất cả những con cháu của ma quỷ, những cái vô thần, những cái gọi là bất thiện của thế gian á, nó lộ lên hết. Từ ca sĩ cũng giả, bồng lai cũng giả, bà rồng lửa cũng giả, bà rồng lửa luôn cũng giả, bà rồng lửa có giả hơn cũng giả, bà cũng phải đóng mà. Rồi thầy cũng giả, tất cả cái thế gian là đều giả hết. Anh có vợ không? Con vợ anh cũng là giả, đúng không? Nào, rồi mọi thứ đều giả hết. Rồi lúc đó Phật thì xuất hiện. Thì bây giờ đâu có ai ngờ cách đây ngày 24 tháng 2 bữa nay ngày mấy năm 18 hả con? 19, chưa đầy 4 tuần mà một cái nước Nga ai cũng nghĩ nó là khổng lồ, một con voi đè ăn cái là con chuột chết queo, đúng không? Mà đâu ngờ nó càng đánh nó càng thua. Mới nãy em mấy vị nói nó mà chiếm được Kiev là nó càng thua, mới gọi là thiên cơ, mới gọi là con người giàu sao có giỏi thế nào đi nữa đó cũng không bằng ông trời tính. Mà cái này Kiệt đã nói cái tay mấy năm, anh Kiệt nói hay á, người tính không bằng trời tính, sống thiện lương sẽ tốt hơn, nhân quả không chừa một ai. Giàu có mạnh cái nào nữa cũng không bằng cái trên cha tính. Trời mưa đó nên bây giờ chuyển vô phía trong. Hả? Tao thấy có mấy chị á đem nhiều trái cây lên lắm, giờ xếp ra để đi cúng nè. Anh Kiệt rất là đơn giản, giản dị, ăn uống đồ cũng giản dị luôn, có trái cây ăn trái cây. Cái này cánh đường đi lên đây. Ở đâu có trái cây giống như mới bẻ em vườn ra. Dạ. Trái cây mà mới đi hái chiều qua. À, Cali mà đâu phải như Vĩnh Long. Em hái cây nhà, cái này cây nhà em mới hái hôm qua. Ở đây trồng được mãng cầu hả cô? Dạ, có, là mãng cầu Úc. Ồ, hay quá ha. Để em biết em mua, em trồng, em sợ trồng không được. Chị trồng, chỉ trồng mãng cầu Úc quá chị. Giờ mấy cô mới xong đi cúng á. Nha. Giờ mình đi rồi, đói bụng rồi, tới đây có đồ ăn đồ luôn nè. Có nhỏ bạn đem cái live cam lên, quay nguyên cái núi luôn, nhìn thấy toàn cảnh ở trên đây. Quay cho bà con cô bác coi chung luôn nha. Trước đây anh Kiệt mua cái núi rồi xây dựng. Mấy năm nay khoảng 20 triệu đô la rồi đó. Còn nhiều công trình chưa có xây dựng nữa. Có cái live cam quay cái nhà đỏ đỏ này á, là trên đó là điện mẫu. Rồi có mấy cái đường đi lên nữa, lên cao tuốt ở trên nữa. Lúc trước ở đây còn mở cửa rất là nhiều người nước ngoài cũng như người Việt đi tập thể dục vòng vòng mấy cái đường mòn này nè. Núi rất là rộng ha. Dưới chân núi cũng có vài ngôi nhà của những người Mỹ á, ta thích ở trong cái vùng vắng vẻ vậy đó. Ở trong đây á, phong cảnh rất là thanh bình luôn. Ở trên đây được gọi là khu tâm linh Thiên Long Sơn, có nhiều tôn giáo được thờ ở trên đây. Mà hiện nay á, thì khu này á, chưa có được mở cửa. Lúc trước mở cửa thì mỗi chủ nhật á, anh Kiệt có nấu rất là nhiều đồ ăn cho bà con cô bác đến giếng tham quan khu này á, ăn uống
thoải mái luôn mà không có nhận cúng dường. Có bà con cô bác nào đem nước hay là ly chén dĩa giấy á, lên trên đây á, thì nhận để cho những người khác xài. Còn tất cả là anh Kiệt bỏ tiền ra mua hết, đãi hết cho bà con cô bác. Tết được gói bánh tét luôn để đãi mọi người nữa. Chị Linh ơi, mình lên đây bữa nay nói trời mưa á, mà lên đây cầu nguyện giờ không có mưa ha. Tới cái hồi mình đi về mới sắp mưa nè. Sắp về mưa. À, anh Kiệt anh nói anh cũng cầu luôn á. Bữa nay gặp rất là nhiều bà con cô bác ở mấy tiểu bang khác qua nữa. Cảm ơn bà con cô bác đã coi video này nha. Truyền tải năng lượng cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại trong video mới. Bye cả nhà nha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em. Chúc sức khỏe cả nhà mình. Bye bye. Bye.